Cầu tàu do Mỹ xây dựng tại Gaza đã bị sóng đánh vỡ và sẽ mất hơn một tuần để sửa chữa. Thông tin được lầu năm góc công bố vào ngày 28 tháng 5. Theo phó thư ký báo chí lầu năm góc Sabrina Singh, một phần công trình đã bị hư hại do biển động mạnh và hiệu ứng biến động thời tiết từ Bắc Phi. Cầu tàu sẽ được sửa chữa trong hơn một tuần và cần trải qua quá trình neo đầu lại ở bờ biển dài Gaza. Lầu năm góc cũng thông báo ngừng các chuyến hàng nhân đạo vào giải Gaza cho đến khi công trình này được sửa chữa hoàn tất. Cầu tàu viện trợ của Mỹ tại Gaza trị giá 320 triệu đô la được đưa vào hoạt động khoảng 2 tuần trước. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom của Mỹ, công trình này đã hỗ trợ tiếp nhận 1.005 tấn hàng viện trợ cho giải Gaza.